Chúng tôi tin bạn là một doanh nhân xuất sắc. Nhưng bạn biết không, kiếm tiền giỏi không hẳn sẽ trở thành một nhà đầu tư thông thái để tiền sinh ra tiền. Một khoản đầu tư thông minh và hiệu quả phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố: sinh lời cao nhưng cực kỳ ổn định, an toàn và bảo toàn đồng vốn, giá trị khoản đầu tư tăng dần theo thời gian. Quan trọng nhất, đó phải là khoản đầu tư thành thơi, nhạy đầu mà chúng tôi gọi là gà đẻ trứng vàng, để bạn vẫn toàn tâm toàn ý cho công việc hiện tại và tận hưởng cuộc sống cũng như chăm sóc gia đình. Những phi vụ đầu tư của bạn trước đây đã đạt được những điều này chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số cách đầu tư hiện nay. Người người đã từng gửi tiết kiệm và lãi suất đã từng lên tới 18% một năm. Nhưng giờ đây, nhà nhà rút tiết kiệm để chuyển sang bất động sản. Lãi suất bị khống chế chỉ còn dao động khoảng 7% một năm. Tôi chỉ gửi tiết kiệm trong một thời gian ngắn để tích lũy khoản nhỏ thành khoản to. Khi mà to cái là tôi sẽ rút ngay. Tại vì tôi không tin tưởng lắm khi mà gửi tiền ngân hàng, vì cái tỷ lệ trượt giá là khá cao. Tính ra gửi lãi tiết kiệm chỉ là để bù trượt giá thôi. Thành thử ra là cái gửi tiết kiệm đấy là không sinh lời. Vàng, ngoại tệ, chứng khoán, biến động liên tục, rủi ro cao, đòi hỏi liên tục theo dõi và tính toán, căng thẳng, áp lực. Các cụ nhà ta luôn mê mua nhà, mua đất. Vậy nhà đất, chung cư bình dân cho thuê có thực sự tiềm năng và cho lợi nhuận tốt khi mà lượng căn hộ được chào bán quá nhiều, nhu cầu thuê không tăng, giá thuê ngày càng cạnh tranh và còn mất thêm tiền khi hỏng nhà, sửa chữa hay chống phòng, không có khách thuê? Biệt thự biển và căn hộ khách sạn Condotel chính là sự lựa chọn đầu tư hoàn hảo của bạn với chính sách bán hàng siêu việt nhất khi bạn có trong tay 4 đến 6 tỷ đồng tiền mặt. Trả lợi nhuận của 3 năm đầu tiên ở mức 25% giá bán căn hộ chưa bao gồm VAT và giảm trừ trực tiếp vào số tiền thanh toán giá biệt thự. Cam kết lợi nhuận tối thiểu cho thuê 10% một năm từ năm thứ 4 tới năm thứ 10. Bạn có thể vay lên tới 65% trong thời hạn 10 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam, có một chủ đầu tư đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất trong suốt 3 năm, trong đó lãi suất 0% trong 2 năm. Năm thứ 3, lãi suất 8% chủ đầu tư hỗ trợ phần chênh lệch, từ năm thứ 4 áp dụng theo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm. Với một căn biệt thự có giá bán 16,5 tỷ đồng sau VAT, bạn được nhận trước lợi nhuận cam kết cho thuê của 3 năm đầu tiên ở mức 25% giá trị biệt thự trước VAT là 3,75 tỷ đồng và được trừ trực tiếp vào số tiền thanh toán giá biệt thự. Do vậy, giá trị thực thanh toán cho căn biệt thự sau VAT chỉ còn 12,37 tỷ đồng. Như vậy, bạn chỉ cần số vốn ban đầu 35% giá trị thanh toán là 4,37 tỷ đồng và có thể vay ngân hàng lên tới 8 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm. Hãy cùng chúng tôi xem một bảng tính lợi nhuận. Trong 3 năm đầu tiên, bạn sẽ không nhận được lợi nhuận vì khoản này đã được trả trước và trừ vào giá bán. Lợi nhuận cam kết cho thuê bắt đầu về năm thứ 4 tới năm thứ 10 là 1 tỷ 350 triệu đồng một năm. Mỗi năm, bạn được tặng 15 đêm nghỉ villa với giá trị tối thiểu trên thị trường hiện nay là 20 triệu đồng một đêm. Như vậy, mỗi năm bạn có thêm ít nhất 300 triệu đồng thu nhập từ voucher villa. Trong 2 năm đầu, bạn không phải lo lắng gì về khoản vay hết. Tới năm thứ 3, bạn bắt đầu quá trình trả gốc và lãi và số tiền phải trả sẽ giảm dần theo từng năm. Nhưng đừng lo lắng, vì cam kết cho thuê từ năm thứ 4 trở đi đã đủ để trả cả gốc và lãi cho khoản vay và bạn sẽ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào. Sau 10 năm, bạn có 1,25 tỷ đồng tiền mặt thu về sau khi đã trả hết gốc và lãi ngân hàng cùng một căn biệt thự 5 sao trị giá 16,5 tỷ đồng chỉ với số vốn đầu tư ban đầu 4,3 tỷ đồng. Đặc biệt là với chính sách cam kết cho thuê 50 năm thì chỉ riêng giá trị voucher tối thiểu là 15 tỷ đồng đã gấp 5 giá trị đầu tư biệt thự. Chưa bao giờ bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn Vingroup lại mang tới một chính sách bán hàng ưu việt giúp bạn đầu tư dễ dàng với nhiều ưu đãi tuyệt vời như vậy. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 6,82 tỷ đồng, tương đương 45,5% giá trị căn biệt thự 15 tỷ đồng trước thuế. Bạn sẽ không phải đóng thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập cam kết 3 năm đầu tiên nhận trước. Khoản hỗ trợ lãi suất trong 3 năm lên tới 1,8 tỷ đồng, 3 tỷ đồng từ chính sách tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí hàng năm và lợi nhuận tiền mặt thu về trong 10 năm sau khi đã chi trả toàn bộ gốc và lãi khoản vay lên tới 1,25 tỷ đồng.
chọn biệt thự biển là lựa chọn sáng suốt, thông minh để bạn ung dung tận hưởng cuộc sống mà vẫn nhận đều đặn thu nhập 6 tháng một lần trọn đời. Và quan trọng nhất, đó là khoản thu nhập này có thể được kế thừa qua nhiều thế hệ.